Chiều ngày 22 tháng 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông báo cho biết, trong các ngày 20 và ngày 21 tháng 2 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 26 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trong đó xem xét kết quả giải quyết tố cáo đồng chí Bùi Hồng Minh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Bùi Hồng Minh trên các cương vị công tác của mình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ, có nguy cơ mất vốn đầu tư. Để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm nêu trên, có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 và một số tổ chức cá nhân có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam và đồng chí Bùi Hồng Minh đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành xi măng Việt Nam đến mức phải xem xét kỷ luật. Ông Bùi Hồng Minh sinh năm 1971, quê quán huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được bổ nhiệm là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Bùi Hồng Minh từng đảm nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Chiều ngày 22 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin chính thức về việc điều tra vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước có liên quan ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Theo đó, Công an Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ khởi tố tạm giam các bị can Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, vợ Đức và Trương Văn Nam đều trú tại thành phố Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước. Cùng với đó, cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội trốn thuế. Liên quan vụ án trên, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng của ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca. Ngày 22 tháng 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 22 tháng 2, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã cứu hộ thành công toàn bộ 5 gấu ngựa, được nuôi nhốt trên 20 năm tại một hộ dân ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Đây là một làng nuôi gấu nổi tiếng ở miền Bắc từ hơn 20 năm qua. Thông qua công tác tuyên truyền và vận động, một gia đình chủ nuôi ở đây đã tự nguyện bàn giao những con gấu này cho nhà nước, đề xuất đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam để bảo tồn chăm sóc, mà không đòi hỏi bất cứ kinh phí nào của nhà nước cũng như đơn vị bảo tồn. Năm con gấu được gia đình này chăm sóc từ năm 2002 khi là gấu con với mục đích thương mại. Tính tới nay, chúng đã sống trong điều kiện nuôi nhốt hơn 20 năm, trong khi tuổi tự nhiên của gấu là 30-35 năm. Gấu nuôi đã nhiều năm, phần lớn đều bị rụng lông và có những vệt viêm da. Ngày 22 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bá Thước, Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Ngân, tức Ngân Gà, 44 tuổi, trú thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16 tháng 2, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Bá Thước phát hiện con dâu của Nguyễn Thị Ngân điều khiển xe máy và không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Lúc này nhận được điện thoại của con dâu, Ngân đã tới giải cứu. Ngân xin tổ công tác nhưng không được chấp nhận nên đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính. Đặc biệt, Ngân đã có những hành động lời lẽ thô tục đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bá Thước đang tiếp tục củng cố tài liệu để làm rõ hành vi làm nhục người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản đối với Nguyễn Thị Ngân. Ngày 22 tháng 2, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh 1 năm tù về tội giả mạo trong công tác.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh thừa nhận do sắp hết thời hạn giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm nên đã giả mạo chữ ký, văn bản lãnh đạo. Bị cáo giải thích, thời điểm làm giả các văn bản tố tụng, bản thân được phân công giải quyết hơn 20 vụ án, áp lực công việc là rất lớn. Bị cáo cũng xin lỗi gia đình cùng các điều tra viên, kiểm sát viên bị liên lụy và mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ để khoan hồng. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật tố tụng hình sự, ảnh hưởng đến sự nghiêm minh của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bị cáo đã thành thật khai báo, ăn năn, gia đình có công với cách mạng. Bản thân bị cáo trong công tác có nhiều bằng khen, giấy khen nên đã tuyên mức án trên. Ngày 22 tháng 2, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tiên, 48 tuổi, trú thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, là tài xế lái xe khách Phương Trang để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương xảy ra ngày 21 tháng 2. Đại tá Nguyễn Hà Lai cho hay, nguyên nhân tạm giữ tài xế xe khách là vì có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc ban đầu được Công an huyện Núi Thành điều tra, nhưng do có một hành khách bị thương mang quốc tịch Lào, nên vụ việc được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thực hiện theo quy định. Bước đầu, tài xế xe khách khai do thiếu quan sát phía trước khi lái xe nên đã tông vào xe tải đổ bên đường. Hiện vẫn chưa có thông tin về tốc độ từ số liệu hộp đen. Qua kiểm tra ban đầu, lái xe không có nồng độ cồn, chất kích thích.